À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Seleucid, một trong những cường quốc của khu vực phương Đông. Và nói thẳng ra là trong cái phiên bản Rome 2 thì đây là một trong những cái quân faction có thể nói là mạnh nhất luôn. Thì nó có đầy đủ tất cả các chủng quân, thì nói là rất là mạnh. Ở tập trước thì nói chung là mình vẫn cứ loanh quanh để giải quyết cái khu vực này, giúp mấy cái thằng đệ nó chiếm mấy cái vùng đất này. Nói chung thì ổn rồi đấy, đến giờ này thì mình có thể nói là khá ổn rồi. Có thể là mình sẽ cho hạm đội này lên đây nhỉ, bảo vệ cái cảng trên này cho chắc chắn. Cảng này thì hầu như không có thằng nào đánh được rồi. Tốt rồi, là ổn. Có thể là sẽ có một cuộc chiến tiếp theo sang bên này. Bây giờ thì mình chỉ đi trợ giúp mấy thằng đệ mình nó tấn công thôi, chứ mình cũng không đi phát triển nhiều quân đội. Lượt này chắc không có việc gì để làm nữa nên mình sẽ qua lượt. Đang có kế hoạch phát triển thêm hạm đội nhưng mà chắc là phải để lượt sau. Chắc là phải để lượt sau. Có thể mình sẽ phải duy trì một hoặc hai hạm đội khu vực này để sẵn sàng đánh yểm trợ cho quân đồng minh khi mà thằng La Mã nó tấn công. Còn khu vực này thì chắc là ổn rồi. Set up the blockade. Cái quân đoàn cái hạm đội như thế này thì hạm đội thiên về tấn công nội bộ này, nó rất ít thuyền pháo và chủ yếu là thuyền tấn công nội bộ đấy. Mình sẽ qua lượt đây, chắc không có việc gì để làm. Bây giờ thì rồi phó tá thằng đệ đánh một trận tấn công nội bộ đồng quân phết đấy. Hải quân của chúng ta sẽ được trận thủy quân lục chiến đầu tiên, tuyệt vời. Thủy quân lục chiến của chúng ta sẽ đánh trận đầu tiên. Thời tiết đẹp. Hạm đội của Seleucid bắt đầu. Ở đây nó có chỗ vùng biển này nó có cái bức tượng gì đẹp thế. What the hell? Trông như tượng thần tự do nhỉ? Không phải, nó gần giống nhưng mà cái kiểu của nó giống. Có thím nào biết đây là tượng của thần gì không? Một tay cầm ngọn đuốc, một tay cầm cái giống như là cái quả cầu ấy. The enemy is attacking our ally. Ôi mấy ông đồng minh của mình yếu thế. Ôi mấy ông đồng minh mình bắt đầu đánh nhau ở đây rồi. Vẫn ăn được. Tiến nhanh lên xem nào. Ôi bắn vào đây đi, bắn vào đấy chết, không kéo chết con mình. Ôi, thuyền của chúng ta có thần Procedon đứng đầu rồi. Ôi, cầm cây đinh ba này của thần Procedon. Phía đằng sau là thần gì? Con ngựa. Ai già. Chiến hạm của chúng ta có thần Procedon đứng đầu rồi. À xong rồi. Cái nào phải đổ bộ ở đây chứ nhỉ?
Rồi, vào đây. Chuyển pháo tấn công trước. Chiến hạm của mình đẹp vãi chưởng nhỉ. Quân địch xuống biển rồi. Tấn công đi em, anh đổ bộ đã, sau đó anh ấy cho quân đi vào được. Lạ vào đây. We await your word. Move to position. Chuyện đẹp thế. Cung thủ Kraten Archer, à cung thủ Serial Archer. Chà 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 chà, thuyền phá rồi, lạ đấy. Ăn rồi, bắt đầu ăn rồi. Bắt đầu. Quân nó bắt đầu ra này. Quá rồi, ăn vào bọn này cho anh. Bắn thẳng thằng tướng cho anh. Di chuyển nhanh lên xem nào. Thôi, điểm trợ đồng minh đây, đồng minh yếu thế, ôi đồng minh ngu thế, cho mấy thằng cung thủ vào trước thì chẳng chết à? Ngu vãi trưởng, bọn cận chiến thì không cho vào, mấy ông đệ mình. Ai? Thì quân lục chiến bắt đầu đổ bộ à? Đây rồi, ăn rồi, hàng rồi. À, sói hạ mình chưa cho đổ bộ. Sói hạ của mình chưa cho đổ bộ. Lùi ra đây đi, đứng xa xa đây, nó bắn chết đấy. Cung thủ và tầm bắn của cung thủ nó bắn vỡ mồm. Tất cả đã đổ bộ rồi. Quân chiến. Artillery at your. Bọn này xếp hàng lại xem nào. Ôi mấy ông đồng minh của mình, đệ của mình đánh ngu học quá. Cái áo chết sạch. Syria Archer. Rồi bộ thôi. Quick march!
Allies general has fallen. Ôi, ông đồng minh của mình dẹo rồi. Thời gian để mà điều khiển. Mình nó xông lên nhanh thế nhở? Chết mất mấy con thằng cung tên mày rồi. Mày à bưởi, mày à bưởi. Trời ơi, may ha bưởi. Dám bảo thủy quân lục chiến của Shadow Kid, ai thanh niên nào bảo là yếu nhỉ? Yếu này. One of our units has used all its ammunition. Trời ơi, nó nguyên lém, Pulum nó chết hết ở đâu. Thanh niên nào bảo yếu nhỉ? Ôi, lén phi luôn chết rồi, chưa cần phải cho tấn công cận chiến nhá. One of our units has used all its ammunition. At the double! Royal Peltasts! At speed! Take aim! LA troops awaiting orders! LA! Thủy quân lục chiến của... của bọn các cái nước Hy Lạp này, nó là lính đời cuối luôn ấy, nó lính đời 4 luôn chứ không phải chỉ là lính bộ binh đời cuối, đời 4 luôn ấy, chứ nó không phải như La Mã mới chỉ là lính đời 3 đâu nhá. Hướng nó đâu? Hướng nó đâu rồi? À, tới đây. Thôi, quay ra ngoài thì kiểu như bắn chết con mình. Vào đây em ơi. Bắn tên cho anh. Dám xông ra. Bọn Syria Archer này giáp của nó cũng khá tốt, nên là nó chống kỵ binh được.
so với các đơn vị bộ binh thì nó cung thủ thì nó thuộc dạng khá. No pause. At the double! Double time, Commander! Advance at speed! Ủa, chưa đánh đã mất tinh thần rồi. Bụt đam lên, bắn chết luôn. Trời ơi. Không chết hơi phí. Our units has used all its ammunition. Ui dồi. Ui, loạt phi lùm chết sạch. Vãi là trưởng. Thôi rồi. Nào, bây giờ ai còn bảo là thủy quân lục chiến của Zerokid yếu nè. Cực mạnh luôn. Rồi. Pausing. À, thủ đô của nó ở bên ở đây à? Sao nó chuyển thủ đô ra ngoài này? Ở đây chứ. Ở đây á. Cho cái thuyền này đi ra đấy. Rồi. Có vẻ như nó hết đất rồi. Lại chạy đến đây à cô? Bắt sống nó cho anh. Bắt sống nó cho anh. Chỉ số trên trời giáp 120, phòng thủ cận chiến 70. Vãi trưởng. Thanh niên này sống làm sao được? Tự sát đi còn kịp. À, đứng đây đã, sẵn sàng bảo vệ đồng minh. Xong thằng này mình sẽ giải quyết tiếp đến một thằng nữa. Để xem thằng này. Tại sao thằng này nói không ưa mình nhỉ? Chiếm lốt đi em ơi. Thôi là cái lượt này để bỏ qua đã. Xem tình hình là mấy thằng đệ này nữa. Mà trung thành của nó cũng khá. Thắng trận liên tục nên là nó cũng lên khá cao rồi. Rồi, không sợ lắm. Quân đoàn này rank 1. Quân đoàn này rank mấy? Rank 3. Anh mấy? Anh ba. Thôi được. Hoa lửa đã. Rồi ôi. À đấy, quên mất. Phải phát triển tiếp hải quân chứ.
Khao em phát triển hải quân thì đồng thời với phải phát triển quân kinh tế, nếu không là mình sẽ bị sập nguồn. Mình sẽ bị sập nguồn, 1, 2, 3, mình sẽ sập nguồn đấy. Ây à, kinh tế của các vùng cũng khá hết rồi. Lương thực đang giảm rất mạnh, từ từ đó. Có lẽ mình phải xem có cái chỗ nào lên được lương thực mình lên ở trước đó. Lên lương thực tí đã. Đang phát triển rất mạnh hải quân, mình đang phát triển mạnh hải quân. Các hạm đội của đối phương của các nước thằng đệ của mình. Hai ba Rick thấp nhất. Thấp thì cho nó lấy con vợ. 16 rồi. Hết tiền rồi đấy. Ôi, gia tộc của chúng ta mà không cho kết hôn nhanh khẩn trương là chúng ta sắp bị dẹo đến nơi rồi. Hết mất người thừa kế rồi. Đây nữa, phải đẻ con đẻ cái đi chứ, thanh niên này. 6-7 tuổi mà vẫn chưa đẻ à? Rồi, thằng này nó chiếm được 2 tỉnh này rồi. Đúng ý đồ của mình rồi. Hay quá. Tỉnh này nó có à, như thế này nó sẽ tuyển được đội Kratan Archer rồi, đội Khmer Archer. Mình thử sang xem nào. Đội cung thủ đặc biệt của nếu mà thích chơi thì tuyển 1-2 đội cũng được. Đây. 46, 44. Ái chà, bọn này vẫn mạnh hơn à? Giáp bọn này hơn nhưng mà giáp mạnh hơn một tí. Weapon Chain Amuridan Chagabonus. Ô, bọn này vẫn mạnh hơn cả. Bọn này thì nó bắn được nhiều loại tên. Bọn này thì nó chỉ bắn mỗi tên tên thường thôi. Nhưng sao đam nó to thế nhỉ? Mà nó rank 1, thằng này rank mấy? Bắn 46. Thằng này bắn có 44. Ô ngọt. Đây nữa này. Armor Hot Archer chưa phải lên đến đến cái gì nhỉ? Đội xạ kỵ mạnh hơn cơ. Được đấy. Sira Archer mạnh thế rồi nhưng mà vẫn chưa bằng gì bọn này. Đây. Ôi chết. Hết tiền. Ủa thế chứng tỏ là cung thủ của mình vẫn chưa thể so sánh được với bọn này à? Rồi ôi, bọn này bút thêm nữa lên thì nó mạnh nữa. Ôi, hổ báo. Chưa có. Bắn 138, mình vẫn thích cái bọn là Noob Horse Archer hơn.
kỵ cung mạnh nhất của chiến dịch này, phiên bản này. Khi có núp Hot Archer thì mình sẽ thay mấy thằng Tarantin. Tarantin thì nó rất là mạnh về cận, nó có thể cận chiến được, nhưng mà để vào bắn tên thì không bằng với núp Hot được. Bây giờ thì đánh đâu, đang băn khoăn lắm. Đánh thằng này đây. Từ từ nhỉ. Yeah. Qua lượt đã. Quá đẹp. Rồi, mình không cần phải tuyên chiến luôn. Thằng đệ của mình nó đã quyết định tuyên chiến trước, mình sẽ phải theo. Gì đây? Nghiên cứu về nhánh quân sự hay dân sự? Mình đang nghiên cứu dân sự mà. Felix, Senokit chết. Noble chết. Chết mất mấy anh này rồi. Thôi, quân đội không cần nhiều đâu. Thằng này chắc nó... Úi giời, thằng này mình chiến tranh với thằng kia phát nó thân mình luôn. Úi giời. Bọn đệ này nó... Ôi chết rồi, thằng La Mã sắp đánh nhau mình rồi. Ready for battle. Ready for orders. Anh em ơi! Anh ơi! Advance! You have further orders? We hunger for battle! À! Chiếm mất cái thành của thằng đệ mình à? Mất tiền rồi, không mua được quân nữa rồi. À, vẫn mua được có 3 thằng thì thôi. Để lượt sau mua. Gì cứ phải tăng cái trung thành lên đã. Đấy mới là cái quan trọng. Chiến tranh ở đây rồi thì phải cho spy đi làm việc thôi. Hết tiền. Để đâu, chiến vùng này cho anh. Lại sắp có chiến tranh vui rồi. Đây, đứng ở đây là bảo vệ tốt. À, tiếp thanh niên này chưa tuyển được đội cung sĩ, chạy về đây đã. Cứ bình tĩnh. À rồi, rồi làm gì mà vác lắm quân thế em ơi. Rồi tái chiếm lại lãnh thổ cho anh. Rồi. Gì? Ô. 1, 2, 3. Từ nhá, để xem này. Quân của nó rank cao phết đấy. Lại có cả xe bắn đá.
Trận này SML rồi. Đánh hay là rút à? Đánh chứ. Rút là rút thế nào? Quân là mạnh phết đấy. Chả mấy khi mà được voi của mình được đi bộ. Elephant. Burn them. Elephant. We attack as one. Battle group awaiting orders. Tuyệt vời luôn, trận này tuyệt vời luôn. Mình thích những trận đánh nó phải khó như này nó mới sướng này. Anh em đừng lo cho mình. Battle group awaiting orders. Armored elephants. Have you ever seen a bigger collection of moonface? Cứ để chúng nó sốc lên. Enemy reinforcements approaching. Tiếp viện đang vào từ đằng sau à? Cứ vào đi. Bắn mấy thằng phục thủ này nó này. Bọn kiếm kiếp thì không quan trọng đâu. Cứ mấy thằng này giết cho anh. Phục thủ nó giết trước. Đáng kể đám phục thủ nó trước đã. Ô, đám tiếp viện đằng sau của nó cũng nhanh gớm nhỉ. Từ để chúng nó lên gần đấy, cho chúng nó đỡ kịp bổ sung quân cho nhau. Tỷ lệ thắng của nó rất cao mà. The enemy's hidden units. Tarantine Cavalry. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi, Catapack rồi. Nhanh, Catapack. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi nhá, phá đâu, dừng. Bắn vào cái đám đằng sau cho anh. Càn luôn. One of our units has gone berserk. Càn luôn cho anh. Taran. Ăn luôn vào đây cho anh. Đúng rồi, ăn luôn vào đây cho anh. Tarantine Cavalry. One of our units has gone berserk. Quay chết. Heleni Catapult. À, nó định làm cho voi của mình điên à. Rồi, Catapult rồi, xuống đây. Voi rồi, xuống vào đây. Ăn.
đâu. Càn nát cho nó ra cho anh. Rồi ôi, chả mấy khi voi được càn nát thế này, sướng lắm. Hellenic Cataphract, xông vào đây cho anh. We have discovered the enemy's hidden units. Bắn tên là từ từ đã, rút ra để voi càn đi. Voi càn hết bọn này chưa? Nào, Tarantine Cavalry. Mình chưa có đội xạ kỵ. Rupert Archer. Voi đâu? Càn nát bọn này cho anh. Xong rồi chuẩn bị đến bọn dưới kia. Rồi, Tarantine Cavalry. We have discovered the enemy's hidden units. Xong chưa? Mày lát luôn. Tới nhá, cho đội voi này ra càn luôn. Mấy con ngựa điên này. Celtic Warriors. Elephants ready for battle. Rồi, Tarantin. Rồi, bọn Hellenic Cataphract này rút ra đây đã. Đánh sọc sườn cho anh. Ok. Đội voi này bị We have discovered the enemy's hidden units. Vào đây, ăn luôn. Ok, bọn bên ngoài đấy. Mình đánh trong rừng. Bắn cho anh. À, chết thật, mình bị pháo nó cũng lã mà mình không biết. Thật ra mình quả quái cái thứ gì mà có thể giết được voi của mình. One of our units has gone berserk. Chúng tên lửa đây. Mẹ mấy cái thoa này bắn tên lửa anh à. Ôi, chúng tên lửa voi của mình bị điên rồi. Cho Cataphract xử lý ngay bọn này. Pháo của mình dừng đi. Kẻo chết mất. Voi chỉ sợ mỗi điên. Ngoài ra không thể sợ gì hết. Ôi, đi mất đội voi này của mình mất. Ghét nhất cái trò bắn tên lửa. Đây đây. Cataphract rồi. Nhanh. Thế nên Cataphract rồi. Xử lý ngay bọn tầm xa. Ôi, đi mất con voi của mình rồi. Mày có bọn tung tên. Đó, không sợ. Bọn Tarantin này cũng sợ. Rồi. One of our units has used all its ammunition. Ổn rồi đấy. Sợ đâu, voi cứ ăn. Ôi mẹ, xe bắn đá của nó. Khử ngay cái xe bắn đá đi. Đi mất đội voi nữa rồi. Càn nhanh cho anh. Chó chết cái bọn bắn tên. Voi nó rất sợ tên các bạn ạ. The enemy general is dead. Rồi. Chuyện này mình để Cataphract đứng chơi một lúc là dở hơi luôn. Missile armed riders. Từ bọn này không lên. Voi cứ để thằng tướng nó chỉ huy chỗ đây. Rồi. Mày chết. Cataphract, đuổi chết bọn này cho anh. Quân tiếp viện nó vẫn vào cả. Cataphract của mình vẫn còn đông lắm. Cataphract. Đó là lý do tại sao chúng ta không chơi full voi được. Voi thì rất mạnh nhưng mà voi nó cũng cản hết bọn này. Sao thì trận này tỷ lệ thắng nó rất cao mà. Nên là chúng ta mà đánh được đến thế này cũng là gớm lắm rồi. One of our units has used all its ammunition. Mấy con voi. Phải xử lý hết bọn tầm xa của nó trước đã thì bắt đầu mới cho voi vào quẩy.
Lúc nãy thì mình xử lý được, nhưng mà đến quân tiếp viện nó vào liên tục, mình chưa kịp bắn, nó lấp ở rừng này. Ok. Menelik Cataphract. Sao? Chúng mày vẫn còn khỏe thế cơ, vẫn quay lại đây à? Chiban Warriors, à bọn này cũng không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa này, không phải... Không phải dạng vừa đâu à. 1-3 cơ mà, trận này 1-3, không vất. Nào, còn thám tướng của nó nữa. Anh em, xông vào. Thằng này xong à? Thám tướng của nó à? Tướng của nó xem mạnh cỡ nào. Nào, Cataphract. Kỵ binh của chúng ta rất mạnh đấy các bạn ạ. Nên là các bạn cứ bảo thích voi. Voi không bằng Cataphract này đâu. Cataphract này giáp nó trâu lắm. Nó bọc giáp toàn thân cơ mà. Voi nó chỉ to và lùa đi càn thôi. Chứ còn để mà nói về độ châu chó thì không bằng Cataphract đâu. Nào, ngon thì ăn nữa đi. Voi của mình nó có thể bắn cả tên nữa mà. Riders advance. Ai da, Shiwu à? Shiwu. Ôi. Shiwu đây rồi, Cataphract. Úi xồi ôi. Úi xồi ôi. Úi xồi. Ha 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 ha. Ủa 600 thằng, 400, voi nó càn toàn 700-800 rồi. Vãi trưởng thật đấy. Quánh như thế chúng nó mới sợ. Chắc là mất một con voi rồi. Nào, nào nó dám láo đâu. Dám đem quân ra đuổi đánh anh à. Mất mấy con chim voi. Á ha ha. Thanh niên này lên rank rồi không nhỉ? Chắc lên đấy. Úi dồi ôi. Tướng cấp 1 thảo nào yếu thế. Mắc hả? Có cái này chưa mắc à? Ồ. Tại sao? À hết tiền. Hết tiền. Hết tiền, 8.000 mới chuyển sang được cái đấy. Trời ơi. Quân đoàn này là quân đoàn dự bị đúng không? Không có rank. Quân đoàn này sẽ dự bị cho quân đoàn ở đây. Thằng này nó thiếu quân gì phát đã bổ sung cho nó. Thiếu hai con voi này.
Commander. Make haste, men. At once. Quân đoàn này không có rank thì chỉ làm quân dự bị thôi. Bộ hải tướng bây giờ mới được lên cấp. Ready for orders. Let them cower like kennel dogs. Sir. Ready for battle. Phải là có khi mình phải tái lập lại các cái quân đoàn mình đã phát triển từ trước á. Mình có mấy quân đoàn cấp 5, cấp 6 mà. Úi dồi, 3 đơn vị cung thủ đây á. Chết dở. Armor. Nhưng mà mình chỉ tuyển được 2 thôi, thế còn 1 đội nữa. Không có đội quân nào ở đây nhỉ. Úi dở. À đây, cho một thằng này ra đây tướng này. Chuyên chỉ để mua cung thủ. Ai cập. Rồi, con đoàn này ngon quá rồi. Con đoàn này bây giờ... Con đoàn này bây giờ toàn là... Rồi đó, về đây để up, 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 up. Mạnh vãi trưởng luôn nhé. Cung này mạnh hơn cả cung kia mình mua. Tuyệt vời. As you command. Cho thằng này là chuyên tuyển cung thủ ở đây đã. Được thế nhỉ? Sao lại có thể tuyển được nhiều thế nhỉ? Có 2 vùng đất thôi mà sao tuyển được 3 đội? Crimea Archer. Úi. Cái bọn cung này cung cầm giáo luôn ấy, không phải cầm kiếm ngắn đâu. Khi nó hết tên nó sẽ cần giáo nó bắn. Rồi. Qua lượt phát đã xem là tình hình thế nào mấy thanh niên này. Quay đấy, quay đấy. Và đây. Đây. Nó vừa kéo 2 quân đoàn kia đánh thì bây giờ nó hết quân rồi. Biết ngay. Mai hả bởi một trận đánh vui, mình rất thích cái trận đánh nó phải như thế, trận nào cũng thắng easy quá. Anh em xem lại bảo không thích. Thằng Pontus nó đang khởi động lại các cái vùng đất của nó rồi. Seleucid chết, Seleucid chết, Ai Cập chết. Sợ là các phe phái nhỉ. 12, 11 vẫn ổn mà. Nhưng phe này nó lại hơi bị thiếu nhân sự. Cho nó thành trầm để còn có thể còn khôi phục được chứ không. Nó mất hết quân chết dở. Cần mình có thể bổ nhiệm. Đây rồi. Ready for orders. Advance. Get the fortifications ready. Besieging the settlement. Tiếp tục phát triển hạm đội. Tám nghìn một trăm thế mới đau.
Armor Hot Archer vẫn chưa phải vẫn chưa phải loại đơn vị quân mà mình thích. Rồi có Crimea Heavy Archer, đây là cung thủ mình thích nhất sau Kraton Archer. Đây, nếu mà có được cái đội cung thủ xạ kỵ mạnh Group Hot Archer thì mình sẽ thay bằng Tarantin này. Dẫu vẫn biết rằng trời ơi, sao là đệ của mình nhỉ? Rome. À, mình cùng kẻ thù với Rome sao lúc nãy thân với bọn này mà bây giờ lại chiến tranh bọn này rồi. Thằng này cũng chiến tranh cùng với kẻ thù của mình à? Welcome. The day is already old and there is much to do. So if you have words, speak. Nó cùng chung kẻ thù của mình. Quân đoàn này đâu rồi? We hunger for battle. None will escape. The gods would not allow it. Ready for orders. Ăn, ăn đây kìa. Anh bảo kê cho rồi, ăn đi. Ăn đi. Chống lại bọn dợ nào. Cho voi đi cản sướng đi. Đấy là mình phải đánh 3, 1 đánh 3 nên là thế thôi. Mà cái tỷ lệ thắng của mình có tí theo. Rồi. Pha có vài thằng quân ghẻ nó dám đi đánh cho nó. Mày rất thông minh đấy. Mày hổ báo lắm. Quân đoàn lên cấp 2. Tướng lên cấp 2. Chắc là đánh trận thắng liên tục như này thì trung thành của nó sẽ lên theo. Rồi. Tranh thủ lúc bọn này trung thành nó đang lên, mình phải cho mấy thằng đệ của mình lấy vợ lấy chồng á, để tăng cái ảnh hưởng của phe mình lên lấy chồng nha em. Vợ chết à? Lấy vợ luôn. Tranh thủ ngay. Không sợ, mình vẫn đang thắng trận mà. Đang thắng trận. Ready for battle. Advance. Is that all? Ready for orders. At once. Waiting for orders. Thằng này Advance. Make haste, men. Ý? Vẫn là Armor Hot Archer, chưa phải chưa phải Crimea A. Nó chưa nâng cấp. Thì dò đường cho anh. Tarantine Cavalry. Quân đoàn này cấp mấy? Cấp 3. Rồi, đứng đây. À, cái vùng này vùng lãnh thổ thuộc cái tỉnh này à? Có thể mình sẽ chiếm luôn được. Vùng cái tỉnh mình đang kiểm soát. Cùng cái tỉnh mình đang kiểm soát thế mình kiểm soát luôn. Thằng đệ có mỗi cái đảo.
hay quá. Tuyệt vời. Hết tiền à? Chỉ phát triển thêm hải quân nữa nhỉ? Phải đủ 7 hạm đội. Có thêm các hạm đội nữa. Ở chỗ này ổn rồi, tiến lên đây. Ready for orders. Set up the patrols. Kiểm soát hết vùng biển ở đây à? Ai chà chà. Cái thằng khỉ này. Sao mặt nó lại đỏ mình nhỉ? Thân hết với đám đệ của mình mà nó lại đỏ mặt với mình. Mình không nghĩ là cái đội cung thủ này nó vẫn mạnh hơn Syria Archer, mặc dù Syria Archer là tăng 10% rồi mà vẫn không bằng nó. Thế là cái quái nào biết. 44 nó 46 vẫn nhảy hơn. Vãi trưởng. Lại một đô đốc hải quân dẻo. Thế là mình đã nghiên cứu xong hết tất cả công nghệ rồi. Phe Parchia thì rất là cao, hai phe này thì hơi thấp. Phe này nữa. Parchia thì ổn. Xem cái ảnh hưởng này. Vẫn không thay đổi gì. Phe Ai Cập nó vẫn kiểm soát rất nhiều. Sắp có thêm một hạm đội nữa rồi. Ready for orders. Mấy thằng này không tấn công tiếp à? Đâu hết rồi? Chúng mày đứng đến đây xong rồi mày đi đâu hết rồi cu? Đệ mình đâu hết rồi nhỉ? Quái quỷ mấy ông đệ mình. Bắt đầu đứng lên đây làm gì? Leo lên bờ đánh nhau tiếp đi. We hunger for battle. At once. Our advance has been halted. Ready for orders. Đệ mình đi đằng nào hết rồi nhỉ? Quái thật. On the move. Your next command. Look to the defenses. Có mấy quân đoàn ở đây mà làm loạn hết cả quân của chúng nó lên. Ready for orders.
Make haste, men. Finding shelter. Ding 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 ding. Gì? À, thằng Rome này bắt đầu nó thấy mình mạnh là bắt đầu nó cũng không ưa rồi. Nó bắt đầu thể hiện nó không ưa rồi. Cavalry. Thằng Rome nó bỏ giao thương, ôi mất nhiều tiền thế. Giờ này là mấy giờ rồi, anh phải gì phải sợ thằng nào? Commander. Anh phải sao phải sợ thằng nào? Đúng đệ mình đâu hết chả? Đánh nhau, chả chịu đánh nhau. Rồi, ăn đi. Đến đây anh bảo kê cho rồi mà vẫn không ăn. Đi đây, xong rồi sang sông có lẽ hay hơn. Armor Archer. Nó tuyển đội cung thủ. Rất nhiều thằng nó đang không ưa mình. Ơ kìa, nó bỏ chạy rồi này. Vào ăn đi. Ôi, chả nhẽ ta lại phải đi hộ chúng mày nữa. Ăn đi. Anh yểm trợ cho như thế rồi nó chú. Ô, tìm ra được cả thằng này cả. Thằng La Mã này làm sao dám bỏ ra thương mình. Thanh niên này chiến tranh với Rome à? Ơ, ông đệ mình mò cả ra tận đây được cơ à? Hải quân đánh bộ à? We hunger for battle. Có gớm nhỉ? Lính đời 4. Chắc nó phải sửa lại chứ nhỉ? Đời 4. Nó mà sửa lại thì mình sẽ có cái đội lính SP của nó. Ready for battle. At once. Waiting for more orders. Sắp rút được cái sắp kiểm soát được biển đen rồi. The waves still beckon. Chúng ta sắp kiểm soát được biển đen rồi. It is an honor to serve. Mua thuyền đã. We need good strong men. Your orders. Thêm một hạm đội nữa tiến ra khơi. Khả năng sẽ chạy cho hạm đội đấy xuống khu vực này. Đây rồi. It is an honor to serve. Đây này, vẫn còn 2 hạm đội nữa, 3 hạm đội nữa, rất nhiều hạm đội nữa chưa có quân. Mình mới được ít lắm. Mấy ông đợi ơi, chiếm đất nhanh lên đi. Hay quá, hạm đội này lên đây được.
sẽ bảo vệ được cái cảng trên kia mới chiếm của thằng Crimea. Rồi xong. Lại một tướng nữa dẹo. Quân đoàn rank không cho tướng phe khác tầm là hợp lý. Đoàn rank không để tướng phe khác có cầm. Ồ. Hết tiền. Đau em quá. Để sau mới mua được quân tiếp. Đánh đi. Chiến đi, chiến đi, chiến đi, chiến đi, chiến đi, chiến đi. Mấy đệ mình không hiểu nó làm cái trò gì mãi nó chả tiến được lên nhỉ. Và Rome dám bỏ giao thương mình. Your command. Advance. Get the fortification. Thằng này nó đang chiến tranh với thằng Rome thì phải. The day's greetings to you. Speak, for you have my attention as the ear of the august Senate. I do not think that the Senate would approve of Roman troops being used like that. They would think it unmanly. Lại phải chi tiền cho nó. Rome will show. Được rồi. Ready for orders. Put your backs into it, you men. Đứng đây. Ô thanh niên này. Commander, make haste, men. Rồi còn cái hạm đội đây nữa. Lên đây còn bảo vệ. Ôi, thằng này tiến nhanh thế, mày lên tận đây mày đánh vào cái khu vực này á. Tiến nhanh quá, anh không kịp bảo vệ mày đâu. Armor Hot Archer. Lượt này thì không có đội cung thủ làm. Sao nó không sửa nhỉ? Nó cứ để nguyên này. Sắp kiểm soát được biển đen rồi. Mình sắp kiểm soát được biển đen rồi. There is a time when warriors must sheathe the sword and talk. Lại một tướng nó dẹo à. Ready for battle. Tướng già thì tướng lại chết. Ready, I do enjoy a
At your command. I'm afraid we cannot. I am so sorry. Ready for battle! I am here to listen, if you speak honestly. Truth will be your sharpest weapon. My people will not agree to such a proposal. It is philosophically offensive to them. It is an honor to serve. Put your backs into it, you men! Kinh nhỉ, thằng này nó tiến đến tận đây. Khá nhanh đấy cuộn. Mấy thằng đệ mà nó mạnh quá là cũng nguy hiểm đấy chứ vừa đâu. In the name of the Republic, welcome. Nền Cộng Hòa chúng mày á. Nền Cộng Hòa. Sợ cái nền Cộng Hòa quá cơ. Advance. Ready for orders. Ha! March. Ready for further orders. At your service. Sabotage. An excellent choice. I have failed you. At your command. Sợ cái nền Cộng Hòa của chúng mày quá. Không ăn được à? Yếu thế. Sự đứng trên đảo này làm cái gì? Thôi được, mình vẫn phải đứng ở đây để bảo vệ thằng đệ này. Hết tiền. Thôi tập trung vào phát triển kinh tế đã. Co vớt lại mấy công trình này để có thêm tiền. Giảm nữa. Tăng được cả lương thực nữa. Có một lớp Agent lên cấp này. Ready for battle. Hải quân của mình bây giờ là khá đông. My people wish to offer you this gift of gold. Một giải pháp hòa bình à? E là hơi khó. Quái quỷ nhờ. Đã chết mất một Ready for battle. At once. Destination reached. Không thanh niên nào vào đây đánh cái thành này của nó à? Quánh lên chứ chả. Sợ cái khỉ gió thì mà không dám đánh. Ready for orders. Commander. Mình phải bảo vệ đất cho mấy thằng đệ này. Ôi giời, thanh niên này. Greetings. We are civilized folk, so you may speak as you wish and we will give you an honest answer. Thế mà nó vẫn chưa chịu à? Vãi xoài. You there! Get to work! Từ đây. Yes. Cho hạm đội lên đây bảo vệ phát là xong. Steady as we go. Your next command. Rồi. Lượt sau chắc là đề nghị được. Nếu như này thì mình phát triển, quân của mình phát triển kiểm soát được vùng biển đen. Ô thằng này chiến tranh với cả thằng đâu đấy?
cái gì đây? Chúng ta thiếu mất hai con voi. Sao nào? Ôi, 0% à? 0% à? Thiếu mất hai con voi. Thiếu mất hai con voi thì khả năng càn lướt của mình sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đội Cathapath thì nói chung là cũng ổn, có thể đi càn cũng được, nhưng mà được cái là đánh nhau ở vùng đồng không mông quạnh. Battle group awaiting orders. Trận này khó à nha. Trận này khó rồi. Mà mình vẫn thích đánh những trận đánh mà tỷ lệ thắng nó cứ 0% này. Vui. Tỷ lệ thắng là 0%. Hay rồi. Burn them. Royal Peltasts, by your command. Như thế này thì có đội hình pha lăng lại một tí nữa cho nó đỡ bị đòn. Heavy archers. Royal Peltasts. Ready. Rồi. Thiếu mất hai đội voi. Về đây cu. Enemy reinforcements approaching. Quân tiếp viện nào kìa. Đừng đùa với Cathapath. Kỵ binh Cathapath này nó được anti-lock đấy mà. Nó anti-lock này, cộng 10%. Cộng 10 khi đánh nhau với kỵ binh. Riders, advance. Nó có xe bắn đá à? Trận này chắc Henrik Cathapath của chúng ta sẽ phải đi làm việc vất vả. Đây, đội Cathapath cộng với đội xạ kỵ Noob Hot Archer đã hủy diệt quân La Mã. Úi dồi, bọn này nó bọc toàn thân thật. Ba giáp ngựa. Giáp ngựa, giáp người. Bọc toàn thân. Orders. Forward. Watch storm. Không sợ. Quân đoàn này rank cũng hơi thấp đấy. Bắt đầu bắn rồi.
Rồi. Chưa xây được cột pháo nào rồi. Bắn pháo nó đó. Ôi. Cháy một chiếc. Còn chết cái thằng đi đằng sau. Chưa cháy được khẩu pháo của nó. Hai khẩu. Còn hai khẩu nữa. Ô. Chỗ này thì toàn bộ binh thôi, không sợ lắm. Nhanh. Đây, nó còn hai khẩu nữa. Kỵ binh nó bắt đầu xông lên kìa. Còn một khẩu nữa, cố lên anh em. Cái gì? Mấy con ngựa này bị điên à? Xong chưa? Vẫn còn à? Ôi, bộ binh của mình đã bị pháo nó bắn. Ôi rồi xong, tốt quá. Lã vào đây. Vào đây. Bộ binh nó áp sát chưa? Để nó áp sát đã, áp sát toàn bộ đó. Rồi, ba la. Trận này vui đây. Ôi, ba lăng bắt lên. Voi chạy ra kẻo càn chết. Nó mà điên lên phát rồi càn chết cả bộ binh mình. Kìa. Con ngựa điên này. Ngoài rồi. Khai thác khác. Chỗ này nó toàn bộ binh cận chiến thôi. Từ từ. Ok, công thủ mình lui lại. One of our units has used all its ammunition. Bắn hết cả đạn cả. Đây. Ôi. Nó có một khẩu pháo đi. One of our units has used all its ammunition. Voi cứ từ từ đấy nhá. Melee infantry at your command. Royal Peltasts. Ready for orders. At speed. Heavy on the go. Khai thác phát cứ từ từ. One of our units has used all its ammunition. Melee infantry ready. Commander, shield wall ready. Pull back. Armored elephants. Wow, elephants. Commander. Katapak. Đây rồi, cơ hội cho Katapak đây rồi.
And the double. One of our units has used all its ammunition. Ôi, chạy từ đây sườn đồi xuống à? Phát sốc này để xem nó chết. Nó còn tinh thần để chiến đấu không nhá? Nó còn tinh thần để chiến đấu không nhá? Our general is under attack. Nát luôn chứ còn gì nữa. Ok, cái gì? Mày bị điên à? Mày bị điên à? Spear Warrior à? À, bọn này mạnh thế đấy. Nào. Rồi, đợi hai thao tác chúng ta. Ăn thế là đủ rồi. Sốc phát chỗ này lát hết luôn rồi. Lát bươn luôn. Đừng đùa, pha lăng vẫn giữ được thằng tiến đấy. Mày nghĩ mày ăn được anh em hả? Mấy cái thằng bộ binh này tuổi gì? Voi đâu rồi? The enemy general is dead. Đây này, Katapak, cho một phát vào đây đi. Đây 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 đây. Riders, advance! Royal Peltasts. Oi! Mẹ mấy khẩu pháo này? Hellenic Cataphracts. Định giết quân mình à? Úi dồi, phát đập này thì úi dồi hết tinh thần luôn chứ còn gì. Katapak nó là sốc kỵ chứ nó không phải là cận kỵ. Nó là sốc kỵ nhưng mà nó đánh nhau cũng chả khác cận kỵ luôn. Favors. Sao thằng này thích sao? Ý chú này như thế nào? Ý chú này như thế nào? Ý chú này như thế nào? Chú này như thế nào? Xong rồi. Katapak tiếp tục. Katapak. Úi dồi. Ai chà. Nó tưởng chúng mày ngon lắm cơ mà. Mày tưởng chúng mày ngon lắm à? Quá strong à? Katapak. The enemy general is dead. Mày tưởng mày ngon hả? Nó còn khẩu pháo đây này. Úi dồi. Mày tưởng mày ngon hả? Mày tưởng mày ngon à? Đây là anh còn mới có một đội voi đấy, có hai đội voi nữa thì chúng mày còn nát nữa. Có hai đội voi thì mình có thể bảo vệ tuyến đằng sau đơn giản hơn. Ai bảo dám là xuyên? Còn ai dám bảo Seleucid yếu nữa không? 600 thằng luôn này. Thanh niên này bắn giết được 600 thằng này. Phải trưởng không? Nó mạnh đồng đều luôn. Bọn Seleucid thì nó mạnh đồng đều. Bởi vì cái gì nó cũng có. Quickly now. Hellenic cataphracts. Heavy onager. Fire at will. Fire at will. Oh.
Nó pháo tầm ngắn, nó không bắn được mình trước đâu. Pháo của mình sẽ ăn nó trước, bắn được nó trước. Henenic Catapult, bạn thấy chưa? Nó đi càn nãy giờ mà nó có thấy chết con đội nào đâu, chết có một con này. Chết có một hai con thôi, còn nhiều lắm. Bọn này giáp trâu lắm. Chả thế mà quân La Mã để khóc thét với chúng nó. Chưa tới à? Đội hình pha lăng đã là một huyền thoại và bây giờ vẫn tiếp tục là một huyền thoại. We await your command. Nấp vào rừng. Mỗi tội Catapult thì tốc độ nó chậm hơn so với các loại kỵ binh khác, nó nặng quá. Chạy lấp vào rừng để nó không nhìn thấy mình nữa. Pháo của mình sắp bắn được rồi. À, nó nhìn thấy à? Mình đi vào rừng làm sao nó nhìn được đấy nhỉ? Ấy, định bắn Catapult của mình. Rồi, pháo của mình bắn trước rồi. Pháo của mình tầm bắn xa hơn mà. Rồi, ăn rồi. Chắc chỉ bắn gọi là nhử đòn thôi vì không chắc không đủ cơ số đạn để cháy đấy, cháy một chiếc, hai chiếc, ô ngọt, ở đâu mới được có một chiếc. Bay xa quá. One of our units has used all its ammunition. Hết đạn rồi. À, đang xoay ra đây để bắn kỵ binh mình rồi. Wow! Chết mấy con ngựa mình rồi. Ây dồi. Chả có cách nào khác cả. Úi giời ơi, úi giời ơi. Mày à, mày. Lâu lắm rồi mình mới được một cái trận Heroic Victory ở trong cái bản Rome 2 này đấy. Tuyệt vời. Thằng, sợ nhỉ? Quá tuyệt vời luôn đấy. Những trận đánh 0% này mình rất thích.
còn phải đánh nhau với La Mã nữa nó mới thú vị. Thực ra chơi nguyên voi ấy, thì voi thì nó đi càn nó sướng thôi, thế còn để mà đội hình kim cương thì phải nói đến đội hình pha lăng thiết kế là như này. Ố kìa. Waiting for orders. Thanh niên thích hổ báo. Đây ai cặp. Rồi, đánh trận thắng liên miên, trung thành các phe nó tăng vù vù luôn. Chết rồi. Chúng ta còn độc mà bọn này không chịu đẻ thì là chết dở đây này. Đẻ đi. Cho lấy thêm trầm. Trung thành của phe đang cao tranh thủ mình phải up cho quân mình. Trung thành của phe nó đang cao nên tranh thủ phải tăng điểm cho quân mình một tí. Chết dở sao cái nào hoàng tộc nào chết sạch này. Mấy thanh niên này không chịu đẻ đi nhỉ? Chết đấy. Commander. Thôi thằng này xong rồi. Thằng này chắc là không làm ăn được gì nữa. Commander. None will escape. At once. You have further orders? Commander. For glory and honor! Advance. Get the fortifications ready. At your command. Anh ơi. Your orders. Rồi, bảo vệ đã hết phòng tuyến này rồi mà chúng mày tra trước tuyến này. Ready for orders. Cung đoàn này thì chắc không cần. Tiến sau đây. Đánh vào đây. Còn đây cái thằng này. Vì do cái thằng này. Enter friend and speak. We surely have much to discuss and perhaps much to agree. Quyết đốt đi để còn thông thoáng chỗ này cái. Ôi trời ơi, 9.000 mà mày vẫn chưa chịu á. Mày biết cách lấy tiền của anh đấy. But we cannot possibly agree to them. Oh. Your words seem fair and just at first hearing, but I cannot agree after the thought has done its work. What? My people will not agree to such a proposal. It is philosophically offensive to them. Mày... Cái thằng này là bướng chả? Your rhetoric and logic cannot be faulted, but somehow your arguments lack a convincing flavor. I do not agree. Anh tắt tay cho mày vậy. Thôi mày vẫn chịu chịu thì anh thua. Such ripe words have their place, but I do not agree to the meat of your proposal. Như thế này mà mày còn không đánh được nữa thì thế nào mới đánh được? Hạm đội này của anh thì đóng ở đây rồi. Bảo vệ mày chắc chắn rồi. À, mày sợ mất thành này á? Ái chà, tiến nhanh ghê nhỉ.
tiến vào đến tận đây rồi. Ghê. Tiến quá nhanh. Hôm nay phải nói là đánh được những trận, nói là tuyệt vời đấy. Bây giờ quân của mình, bây giờ tiền của mình đã hết rồi. Mình đang gặp vấn đề là hết tiền rồi. 7 hạm đội, 7 quân đoàn còn chưa đủ nuôi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.